Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà thành Sóc Trăng các bạn nhé. Dịch ở nhà anh em cũng không có làm gì các bạn, hiện tại thì một số bầy khách đã chốt đây thì cũng chưa có giao được các bạn. Lý do là hiện tại bên giao hàng á chưa có thể nào mà nhận đơn được các bạn, lý do là dịch vận chuyển không có được các bạn. Thì các bạn nhìn thấy hôm nay nó có gì khác không? Anh em nhà thành vừa dọn xong cái chỗ để nuôi nữa, và cái diện tích nó được cộng ra một chút xíu các bạn ha, có thể nuôi khoảng 20 hồ nữa. Thì trong clip ngày hôm nay đó thì Thạch Anh sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn một cái vấn đề mà anh em chơi coi, nhất là anh em chơi coi cá bầy á, hoặc là anh em mua cá về có một cái sự cố như thế này. Anh em mua về cá nó bị bể bóng, và thấy rõ nhất là trong cá bầy các bạn. Những em cá trong bầy đó nó sẽ có hiện tượng bị bể bóng, và cái cách thức để làm như thế nào để trị cái bể bóng này. Thì trong clip ngày hôm nay thì Thạch Anh sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những em cá bể bóng và triệu chứng bể bóng, và nguyên nhân bể bóng và cái cách thức điều trị. Thì trong clip Thạch Anh sẽ nói trước cho tất cả các bạn cái cách thức điều trị này nó đạt tùy theo cái việc bể bóng nặng hay nhẹ của những em cá các bạn ha. Nhẹ thì chúng ta trị hết 100%, còn nặng quá thì thua các bạn nha. Thì trong một cái bầy cá như thế này là các bạn, trong một cái bầy cá như thế này thì có những em cá nó bị bể bóng, đó là cái điều tất nhiên mà bầy cá nào cũng phải có các bạn. Và nhiều anh em hỏi Thạch Anh ơi, cái cách thức mà để trị bể bóng nó như thế nào. Thì trong clip ngày hôm nay Thạch Anh sẽ chia sẻ cho các bạn luôn, các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thạch Anh các bạn nhé. Đây các bạn, trong một cái bầy cá đó các bạn, thường là chúng ta thấy cái việc bể bóng này rất là nhiều. Và đối với những em cá form lên màu đậm màu rồi đó thì cái việc bể bóng này hầu như là rất ít các bạn. Nếu mà các bạn mua cá form mà đi về bể bóng đó, thì cái chất lượng em đó là kém rồi. Còn trong một bầy cá đó thì nó bể bóng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà để cái nguyên nhân cái bể bóng đó thì có rất là nhiều anh em hỏi Thạch Anh ơi, cái nguyên nhân như thế nào. Thì trong clip ngày hôm nay thì Thạch Anh sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Đây là một cái bầy cá, size của nó là tầm khoảng 2 tháng hơn các bạn. Hiện tại Thạch Anh còn những cái bầy cá mà size 2 tháng 10 ngày thôi các bạn. Thì đây là một cái bầy cá Koi Nemo Galaxy Gold, 2 tháng chính xác là 2 tháng 12 ngày các bạn. Đó, thì nó như thế này. Nó lột màu lên màu đỏ đốm kinh khủng chưa các bạn? Đó, các bạn nhìn thấy em cá nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Em cá cực kỳ tốt và nó vượt đàn rất là nhanh luôn các bạn. Cái bầy này nó ăn rất là khủng khiếp. Nói về cái nguyên nhân của bể bóng đó các bạn, bể bóng trên cá beta nói chung đó thì hầu như là những em cá nó vượt đàn, những em cá nó ăn nhiều, nó phát triển vượt đàn trội hơn những em khác đó, thì có nguy cơ bị bể bóng rất là nhiều. Vì thế đó là cái nguyên nhân chính dẫn đến bể bóng, là chúng ta cho nó ăn thức ăn quá nhiều đi, nó chanh ăn quá nhiều đi, và thường là bể bóng là những em đẹp bể bóng trước. Đó là cái nguyên nhân các bạn. Cái nhận biết rõ nhất đây, các bạn nhìn thấy những em cá nó bể bóng thì nó lội, có cái xu hướng nó lội thẳng đứng như này các bạn, nó lội thẳng đứng như nào, nó không có đi ngay được, mà nó không có đi ngay được. Đây nè các bạn nhìn thấy không, em này nó đang cái đuôi nó sụ xuống thẳng đứng, nó bơi lội thì vẫn bình thường các bạn nha, nhưng mà nó đứng ở một chỗ á thì nó có xu hướng nó bị thẳng đứng lên đó. Đây các bạn, đây là em cá này, đó là em cá bể bóng nè. Đó là cái bệnh các bạn, bệnh bể bóng. Và cái cách thức điều trị của bệnh bể bóng như thế nào thì mời anh em cùng xem với Thạch Anh cái cách thức điều trị của những em cá này các bạn nhé. Nhưng mà Thạch Anh nói trước các bạn nha, trong một cái bầy cá đó có tùy theo cái mức độ anh em thấy bể bóng nhẹ, bể bóng nặng, coi như là em này là bể bóng nặng nè. Đó, cái đuôi nó sụ xuống 100%, nó đứng thẳng đứng này luôn là bể bóng nặng. Còn nó mới có lắc thôi, nó mới có lắc đuôi, đuôi nó sụ xuống nó lắc là đó là bể bóng nhẹ, và chị rất là hiệu quả, rất là nhanh cái phương pháp này của Thạch Anh. Còn những em cá nào mà bể bóng nặng quá rồi đó thì cái tỷ lệ nó, xác suất nó thành công khoảng 30% các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy đây một em cá nè, Thạch Anh dớt ra cho các bạn xem nha. Để một hồi Thạch Anh sẽ quay trực quan luôn cho các bạn thử cái bệnh bể bóng nó như thế nào, và anh em cái cách thức điều trị nha. Hôm nay thì anh em nhà Thạch Anh cũng ở nhà các bạn. Hiện tại thì Sóc Trăng áp dụng chỉ thị 16 được một tuần rồi các bạn, 7 ngày rồi. Thì còn 7 ngày nữa thì hy vọng là tình hình sẽ khả quan hơn, sẽ gửi hàng cho khách, trả khách hàng. Hiện tại thì có 4 bầy, đây nè các bạn, có 4 bầy thì Thạch Anh đã giữ lại cho khách hàng này, chưa giao được các bạn. Và một số cái đơn hàng anh em đã đặt từ trước rồi nhưng mà cũng vẫn chưa giao được. Đó, thì rất là khó khăn các bạn nha, các bạn cũng thông cảm giúp cho Thạch Anh các bạn nha.
đây các bạn, chiếc mà anh nhỏ của các bạn gồm có 5 em cá, một em koi Yalo, một em Cello đang lột lên và 3 em koi Nemo Galaxy. Thì trong 5 em này thì có 4 em đã bị bể bóng rồi các bạn, một em thì nó không bị bể. Thì ở đây Thạch Anh bắt lên 5 em cho các bạn xem trực quan, những em bể nặng, những em bể nhẹ và những em có thể chỉ hết khỏi 100% và những em chiếm tỷ lệ đạt khoảng 30%. Thì trong một bầy thì nó có rất là nhiều em cá, và những em cá này, những em cá dược đàn này các bạn, những em cá này size của nó là 2 tháng 12 ngày, tuy nhiên màu sắc và cái body, cái form của nó lên rất là mạnh. Nguyên nhân là lý do là em nó ăn nhiều quá các bạn, nó ăn nhiều quá, nó phát triển dược đàn, nó phát triển quá đi so với cái độ tuổi của nó. Cũng như là chúng ta ăn nhiều đạm, chúng ta bị bệnh rút gì đó các bạn. Thì đối với cá này cũng như vậy thôi. Thì các bạn nhìn thấy đây là em koi Yalo Galaxy, thì em này nó loại rất là ok. Tuy nhiên em nó bị bể bóng, các bạn nhìn thấy cái đuôi nó sụ sụ xuống nè. Đó các bạn nhìn thấy không? Cái đuôi nó sụ 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 xuống. Và cái em nặng nhất ở đây là em Cello đang lột lên nè. Đó, nó loại xong rồi cái mình nó thẳng đứng lên luôn vậy nè các bạn. Theo dọc theo cái thành hồ luôn. Và đây là em koi Nemo, em này bị bể bóng khá nặng các bạn. Nặng nhất là em này. Đó. Thì em không bị bể bóng là em này. Em koi Nemo Galaxy Gold này. Em không bị bể bóng, nó loại rất là ok, nó loại rất là đàng hoàng các bạn nha, không bị rung lắc gì hết. Đó, thì đây là cái triệu chứng của bị bể bóng. Và mời các bạn cùng xem cái cách thức mà điều trị của anh em nhà Thạch Anh Sóc Trăng các bạn nhé. Nếu mà anh em nào ép những bầy cá hoặc là những có những em cá nào bị bể bóng á, thì các bạn xem làm tư liệu giúp Thạch Anh. Thì cái nguyên nhân thì Thạch Anh đã chia sẻ cho tất cả các bạn rồi, và cái cách thức điều trị nó như thế nào thì ở đây Thạch Anh cũng chia sẻ cho tất cả các bạn luôn. Thì đây là những em cá Thạch Anh demo cho tất cả các bạn xem. Có em cá này nó không bị bể bóng thì bắt ra đi chồng anh. Em này bắt ra đi. Đó đó. Ở đây là bốn em cá bị bể bóng. Thì có một em nó bị rất nặng, có một em nó bị khoảng 50-50. Đây nè, em này bị khoảng 50-50 rồi các bạn. Và hai em bị nhẹ. Thì cái xác suất của hai em bị nhẹ này nó thành công nó khoảng 80-90% các bạn. Và những em bị bệnh nặng quá thì nó giảm xuống cái phần trăm, giảm xuống từ từ. Nó rất là khó các bạn nha. Bể bóng này á, cái cách thức điều trị nó thẳng ra á, các bạn nào mà chị mà đạt 100% là nó không đúng đâu các bạn. Nó không đúng đâu. Tùy theo cái mức độ nặng nhẹ mà chúng ta trị. Thì ở đây các cách thức mà điều trị đối với beta bị bể bóng á, thì anh em nhà Thanh sử dụng là thứ nhất là muối hột các bạn. Muối hột. Thì muối hột ở đâu cũng có rồi, các bạn sử dụng muối hột các bạn nha, muối iốt không được. Cái thứ hai là lá bàng. Cái thứ ba là dụng cụ nuôi này cái là cái ly trà sữa đó các bạn. Rất là quen thuộc ha. Bình thường là chúng ta nuôi cá, phôm cá thì chúng ta để nước đầy. Thì đối với những em bể bóng thì chúng ta để nước ít thôi các bạn. Để nước ít càng nào càng tốt nãy các bạn nha. Để cả chừng này thôi. Cái ly trà sữa lên thẳng chừng này thôi. Có khi mà để vừa lòi cái lưng của em nó lên là được rồi các bạn. Đó. Đây, trực qua nha. Cái ly trà sữa nó khoảng nước cỡ này. Rồi anh hai bắt bỏ cá vô đi anh hai. Rồi chúng ta sẽ bắt cá bỏ vô các bạn. Thì trong những em cá này phần đa số là những cái em cá nó nằm trong bầy các bạn nha. Nó không phải là cá phôm. Cá phôm mà nó bị bể bóng là cái chất lượng nó kém rồi các bạn. Chất lượng nó kém rồi thì chúng ta không nói, ở đây là Thạch Anh nói riêng về cá bầy các bạn nha. Đó, chúng ta thấy đây, khi mà chúng ta bỏ vào những cái dụng cụ nuôi đó thì cái nước của nó xem xét rồi các bạn. Vừa đủ tới cái lưng của em nó thôi, đây các bạn nhìn thấy. Đó, vừa đủ tới cái lưng của em nó thôi. Chúng ta hạn chế việc thấp nhất con cá nó dựng đứng lên như vậy các bạn, nó dựng đứng như đây nó sẽ bể càng ngày càng nặng các bạn. Và chúng ta sẽ để cho nó càng cạn như thế này, và mỗi một ly như thế này nè chúng ta bỏ một hột muối. Đây các bạn nhìn thấy một hột muối nè, muối hột các bạn nha, bắt buộc là chúng ta phải sử dụng muối hột mới được. Bỏ một hột muối. Và lá bàng đó các bạn nè, ở đây nè, cái lá bàng, nguyên cái lá bàng như thế này nè, các bạn lụm về, những cái lá phải khô như thế này các bạn ha, khô mà sạch. Chúng ta bỏ cái gân này đi. Cái gân này là các bạn thường để lá bàng á, có cái dầu ở trên mặt nước á. Thì đây là cái nguyên nhân chính nè, cái dầu của cái gân lá bàng này nó ra. Thì chúng ta bỏ cái gân này các bạn nha, chúng ta lấy cái lá này thôi.
và anh hai ngắt giùm em khoảng hai ngón tay. Chúng ta bỏ mỗi một cái ly điều trị nước như thế này khoảng hai ngón tay lá bàn gì ra các bạn, bỏ vô. Sau khi mà chúng ta bỏ lá bàn và muối hột vô đó, thì chúng ta để những cái em này ở trong tối các bạn nha, đừng có để ngoài sáng quá, và chúng ta vẫn cho ăn bình thường. Sau 7 ngày thì chúng ta thay nước và chúng ta kiểm tra lại, nếu mà thấy nó ok rồi á, nó đã hoàn thiện, nó đã thành công rồi 100% á, thì chúng ta tiến hành chúng ta bỏ nước đầy vô, chúng ta phơm, thì con cá nó phát triển cũng bình thường lại các bạn nha, vẫn có thể ép, vẫn có thể nuôi, vẫn có thể làm cảnh rất là ok. Còn nếu mà trường hợp chúng ta thấy nó giảm rồi nhưng mà nó chưa hết thì chúng ta tiếp tục 7 ngày nữa các bạn, vẫn cho ăn bình thường, vẫn cái mực nước như thế này thôi đó. Vừa qua thì anh em nhà thám Sóc Trăng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn các cách thức điều trị bể bóng trên cá beta bầy cũng như là cá phơm mà các bạn mua về, lỡ như mai mà nó bị bể bóng đó, thì chúng ta có một cái kênh để chúng ta tham khảo và chúng ta điều trị nó. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thật Anh Sóc Trăng các bạn nhé. BBT, khám phá sở thích, Beta Thật Anh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.